Giấc mơ đã kết thúc là thông điệp của Ronaldo viết trên trang cá nhân. Anh chia sẻ, vô địch World Cup với Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất và tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đáng buồn thay, ngày hôm nay giấc mơ đã kết thúc. Tôi chỉ muốn tất cả biết rằng nhiều điều đã được nói, nhiều điều đã được viết, nhiều điều được suy đoán. Nhưng sự tận hiến của tôi cho tuyển Bồ Đào Nha không thay đổi dù chỉ một khoảnh khắc. Cảm ơn Bồ Đào Nha, cảm ơn Qatar. Giấc mơ thật đẹp khi nó kéo dài. Giờ đây, thời gian là phép chữa lành và cho phép mọi người tự đưa ra kết luận của riêng mình. Hiện tại, tương lai của Ronaldo cũng trở nên khó đoán. Anh chia tay Manchester United trước hạn hợp đồng. Có thông tin cho rằng Ronaldo đã nhận được lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út, nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng. Thalo Parisian, Olivier Deschamps có toàn quyền quyết định tương lai cùng với tuyển Pháp sau khi giúp Leblanc vào top 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022. Đây chính là thỏa thuận giữa nhà cầm quân sinh năm 1968 và Liên đoàn bóng đá Pháp từ trước khi World Cup diễn ra. Trước đó, báo chí đưa tin Deschamps nhiều khả năng sẽ rời ghế nóng của tuyển Pháp sau World Cup. Đây cũng là cơ hội để Zidane thực hiện ước mơ trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zidane từng từ chối nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ lớn chỉ để chờ cơ hội được dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup. Chelsea đã thua Aston Villa 0-1, trong khi Liverpool cũng thua 1-3 trước Lyon trong các loạt trận giao hữu. Tại sân Al Nahyan tại Abu Dhabi, huấn luyện viên Graham Potter tung vào sân đội hình gồm 3 ngôi sao là Aubameyang, Jorginho, Kukurawa, nhưng chuyện đó là không đủ để tạo nên áp lực trước hàng thủ của Villa. Chelsea bị dẫn bàn từ sớm, nhưng họ không thể gỡ hòa trong thời gian còn lại và chịu thất bại 0-1. Chung cuộc, Chelsea đã thua 0-1 và chịu tổn thất khi tiền đạo Broja gặp chấn thương nặng. Cùng giờ, Liverpool cũng có một trận đấu với Lyon tại Dubai. Liverpool chập thủng lưới đại diện của Lyon nhờ pha lập công của Fabio Carvalho. Tuy nhiên, pha đá hỏng phạt đền của Mohamed Salah đã báo hiệu cho ngày thi đấu không thành công của đội bóng thành phố cảng. Lyon vùng lên mạnh mẽ và có đến 3 lần đưa bóng vào lưới của Liverpool nhờ công của Lacazette và Bakula. Lyon giành chiến thắng 3-1 sau 90 phút, nhưng theo thể thức của giải giao hữu, hai đội vẫn phải đá thêm một loạt luân lưu để giành thêm điểm. Cuối cùng, đại diện nước Anh tiếp tục gục ngã với tỷ số 3-5. Trang chủ FIFA giới thiệu trao bóng thi đấu chính thức cho các trận bán kết và chung kết của World Cup. Trao bóng được nhà tài trợ Adidas sản xuất, tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất tương tự như Unreal. Công nghệ lõi bên trong quả bóng này có một cảm biến đo các dữ liệu như tốc độ và hướng chuyển bóng, từ đó giúp cho trọng tài dễ dàng theo dõi bóng cũng như là bắt các pha việt vị thông qua VAR. Quả bóng có tên là Anthem, cũng là quả bóng đầu tiên được sử dụng tại bán kết và chung kết World Cup, được cấu tạo chỉ từ mực và keo gốc nước. Quả bóng được thiết kế trên nền màu vàng, có kết cấu nổi bật với hoa văn hình tam giác tinh tế, lấy cảm hứng từ những sa mạc lấp lánh bao quanh thành phố Doha, Qatar, kết hợp cùng hoa văn của quốc kỳ nước chủ nhà Qatar và màu sắc của chiếc cúp vàng thế giới. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Sergio Busquets đang được người đồng đội cũ và huấn luyện viên của Barcelona Xavi thuyết phục ở lại Barcelona thêm một năm. Tuy nhiên, Busquets phải chấp nhận giảm một nửa lương nếu như mong muốn ở lại. Talksport đưa tin Busquets sẽ trở lại tập luyện vào ngày 16 tháng 12 sau khi Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup và có thể đưa ra quyết định về tương lai của mình. Nguồn tin này nhấn mạnh tiền vệ người Tây Ban Nha đang ưu tiên việc rời Spotify Camp Nou vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 khi hợp đồng đáo hạn. Busquets lúc này biết về sự quan tâm từ Inter Miami và bị hấp dẫn bởi khả năng chuyển sang thi đấu tại Mỹ. Tuy nhiên, khả năng gia hạn cũng không phải quá bất ngờ vì Busquets biết rằng Xavi muốn anh tiếp tục ở lại câu lạc bộ.